Chào các bạn, chúc các bạn một buổi sáng vui khỏe và một ngày thật là an lành. Hôm nay là thứ sáu ngày sáu. Hiện tại thì hơn 7 giờ rưỡi một chút. Mà khi hôm mưa các bạn, trong vườn súng của mình hồ nào cũng im lặng, các em còn ngủ hết. Mà đặc biệt, hôm nay có một người thức. Đây... Hoa súng này là hoa nở về đêm, đặc biệt của năm nay nha các bạn. Vì cái mùa lạnh vừa rồi á, ít lạnh, không đông đá, thành mới quá tháng năm có mấy ngày à, khi hôm là đáng ra là nở ngày khi hôm mùng năm, mà mình mưa quá mình ra ngắm được thì sáng đi mùng sáu mà mình ngắm thấy con đây, rất là đẹp luôn. Hoa súng này to lắm các bạn ơi. Nếu các bạn đã thích hoa súng, trồng hoa súng rồi thì cũng nên trồng một chậu này để có hoa ngắm cho đẹp. Hoa súng nở về đêm nay có hai màu lắm đấy các bạn. Mà mình màu trắng có hoa rồi, còn màu đỏ thì đang trúng chín nụ thôi. Hoa to lắm các bạn, đây là hoa bội thôi, đầu mùa thôi, chứ hoa rất là lớn, đẹp của các bạn ơi. Nên mình có ngắm như vậy thì mình cũng làm cái clip để các bạn cùng ngắm với mình cho vui. Rất là đẹp luôn, mê luôn. Thôi mình dừng clip tại đây nha. Chào các bạn nha. Nếu các bạn thích thì cũng nên trồng một cây này để có ngắm. Đẹp lắm và rất là to, hoa rất là to. Thôi mình chào các bạn. Bye.